Ngày 11 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn đã đi thăm chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đi cùng đoàn có các đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn đã đến thăm chúc Tết nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và gia đình. Gia đình cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và cố phu nhân Ngô Thị Huệ, gia đình cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, gia đình cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh, gia đình cố Thủ tướng Phan Văn Khải và gia đình cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Tại các điểm đến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thắp nén hương thơm, tưởng nhớ các đồng chí cố lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, đồng thời gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới. Trong cuộc trò chuyện với bà Phan Lương Cầm, phu nhân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Chủ tịch nước cùng Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ân cần thăm hỏi. Cùng với đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hồ Chí Minh trao đổi, vừa qua dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, trên cả nước đã có rất nhiều hoạt động tưởng niệm tri ân, đặc biệt là cùng nhìn lại, đúc kết lại những bài học còn nguyên giá trị, những thành tựu còn mãi với thời gian, với đất nước và thành phố Hồ Chí Minh mà cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã để lại. Chủ tịch nước cũng đã đến chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại nhà riêng ở tỉnh Bình Dương. Trước đó, Chủ tịch nước đến dâng hoa dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.